Các bạn thân mến, hôm nay mình và các bạn cùng sửa radio nha các bạn. Nghe từ radio thì nó rất là xưa rồi các bạn nha. Nhưng mà hiện tại thì cũng còn rất là nhiều người đang sử dụng nha các bạn. Radio bây giờ nó cũng đời mới chứ không phải đời cũ như hồi xưa nha các bạn. Và đây là cái radio Sony nha các bạn. Hiện tượng của nó là mình mở công tắc lên thì không có vào điện nha các bạn. Máy đang xài pin. Mình mở volume lớn lên nha các bạn. Vẫn không có tín hiệu gì hết nha các bạn. Máy dường như là không vào điện luôn. Và bây giờ mình tháo pin ra, mình đo thử coi pin còn không nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ dùng đồng hồ mình đo thử nha các bạn. Pin đo thì vẫn còn nha các bạn, nhưng mà nó hơi yếu một chút. Nhưng mà với radio này thì pin hơi yếu một chút thì nó vẫn hát nha các bạn, nhưng mà nó hát nhỏ thôi. Bây giờ mình lắp pin vào và mình thử lại xem có được không nha các bạn. Vẫn không được nha các bạn, vậy là chúng ta phải sửa rồi. Mình đã mở ốc xong. Và đây là bên trong máy các bạn. Đây là anten các bạn, khi mình đẩy vào nó sẽ ép vào đây. Sau ra thì một cái radio nó cũng rườm rà và khó sửa hơn một cái máy hát nhạc MP3 đó nha các bạn. Và đây là IC cao tầng, trung tầng của FM, AM. IC tắt sóng rồi đó các bạn. Đây là IC công suất ra loa. Và đây là lỗ cắm xài điện các bạn, xài qua adapter các bạn. Còn đây là tai nghe. Và đây là volume lớn nhỏ. Và bây giờ mình đo xem điện từ ở dưới pin nó có lên trên mạch in chưa nha các bạn. Như vậy là điện trên mạch in đã có rồi nha các bạn. Chứng tỏ là cái tiếp xúc giữa pin và lò xo là tốt. Rồi bây giờ mình sẽ dời cái que mát, que trừ các bạn lên mấy cái điểm mát. Nó vẫn lên luôn nha các bạn. Vậy là cái đường mát hay còn gọi là đường trừ các bạn là tốt nha các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ đo đường cộng của pin nha các bạn. Đường cộng của pin thường thì nó sẽ qua cái công tắc. Khi mình bật thì nó mới đóng nha các bạn. Đó, pin đã vào cái chân giữa của cái công tắc rồi các bạn. Và đây là công tắc nè các bạn. Đó, và điện cộng của pin nó đã vào chân giữa của công tắc. Đó, khi mình bật xuống là tắt. Khi mình bật lên là mở nha các bạn. Khi mình bật xuống tắt thì cái chấu giữa nó sẽ đóng lên trên nha các bạn. Và nó trở về trạng thái off là tắt nha các bạn. Còn khi mình bật lên trên thì chấu giữa của công tắc nó sẽ đóng xuống dưới và nó là on nha các bạn, là nó mở điện đó. Nó cho điện cộng vào trong máy. Và bây giờ mình bật công tắc
on lên trên để mình mở và mình đo điện coi nó có qua nha các bạn. Và điện nó không có qua nha các bạn. Như vậy là cái công tắc đã bị hư rồi nha các bạn. Mình đấu chung hai chân công tắc lại thì máy hoạt động nha các bạn. Như vậy là chứng tỏ công tắc đã bị hư. Và bây giờ mình gỡ công tắc ra nha các bạn. Trước khi gỡ công tắc, các bạn gỡ pin ra nha các bạn, để cho được an toàn, nó không bị chạm. Và trước tiên chúng ta dùng nhựa thông, chúng ta chấm vào trước nha các bạn. Sau đó chúng ta dùng đồ hút chì nha các bạn, rồi mình sẽ hút ra. Các bạn dùng mỏ hàn chấm cho chì nó chảy ra. Sau đó các bạn dùng đồ hút chì đặt vào và bấm nút để cho nó hút chì ra. Và các bạn hút hết các chân của cái công tắc nha các bạn, để mình gỡ nó ra. Và mình đã hút chì xong rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ gỡ cái công tắc ra nha các bạn. Mình sẽ cạy miếng mạch này nhẹ nhẹ ra thôi, chứ không cần phải mở hết miếng mạch ra đâu nha các bạn. Mình phải gỡ cái con ốc ở trên miếng mạch ra nha các bạn. Và mình chỉ cần dỡ miếng mạch in hở lên một chút xíu là mình có thể lấy cái công tắc ra được rồi nha các bạn. Các bạn có thể dùng cái mũi dao, các bạn cậy cái công tắc nhẹ nhẹ ra. Và mình đã gỡ công tắc ra rồi các bạn. Đây là cái công tắc tắt mở nguồn của cái radio Sony nha các bạn. Công tắc này là công tắc gạt nha các bạn. Nó có 4 cái chấu nhỏ ở phía dưới các bạn. Bây giờ mình dùng cái mũi dao các bạn, mình sẽ cậy 4 cái chấu này ra để mình gỡ cái công tắc ra nha các bạn. Các bạn dùng mũi dao cậy nhẹ nhẹ nó ra. Nó hở ra được chút xíu, các bạn dùng cái kìm bấm, các bạn bẻ nó ra nha các bạn. Và bây giờ mình gỡ công tắc ra nha các bạn. Và đây là bên trong công tắc các bạn. Các bạn gỡ ra phải cẩn thận, coi chừng nó bị rơi nha các bạn. Bên trong công tắc này có hai cái lá đồng các bạn, nó sẽ bóp vào hai cái hàng chân của cái công tắc các bạn.
Đó, đây là hai cái lá đồng này các bạn. Nó sẽ trượt trên hai cái hàng chân của công tắc để nó đóng mở công tắc đó các bạn. À, khi nó trượt xuống thì hai cái chân dưới này đóng và khi trượt lên thì hai cái chân trên đóng các bạn. Còn đây là cái thanh gạt này các bạn, nó bằng nhựa, nó có hai cái khe để nó chụp vô hai cái lá đồng rồi nó gạt qua gạt lại các bạn. Mình lấy một chút xíu xăng nha các bạn để mình rửa cái công tắc. Mình sẽ gỡ hai cái lá đồng này nè các bạn, mình thả vô trong cái nắp xăng này mình ngâm cho nó. Đây là cái điểm hư của cái công tắc này các bạn, nó bị oxy hóa ngay chỗ cái đầu này nè các bạn, nó đen á các bạn, nó không có dẫn điện do thời gian sử dụng mình bật tắt nhiều lần đó các bạn, cho nên nó bị oxy hóa chỗ này, nó không có dẫn điện tốt, lâu ngày nó sẽ ngắt luôn, không dẫn điện luôn các bạn. Và bây giờ mình lấy giấy nhám đó các bạn, mình chà ngay chỗ nó bị oxy hóa các bạn, bị nám đen á, mình chà thẳng luôn các bạn, mình chà hai cái hàng chân của cái công tắc này các bạn, cứ từ từ mình chà nha các bạn. Các bạn chà cả mặt trong và mặt ngoài của hai cái thanh công tắc này nha các bạn, chà cho nó thật là sạch. Sau khi chà xong, các bạn dùng bàn chải nhúng một chút xăng, các bạn rửa chà cho thật sạch nha các bạn. Tiếp theo mình gấp hai cái lá đồng mình ngâm trong cái nắp xăng hồi nãy đó các bạn, mình lấy ra và mình cũng lấy bàn chải mình nhúng tí xăng, mình cũng rửa cho nó sạch luôn nha các bạn. Đó, mình chà hai cái lá đồng này cho nó thật là sạch. Và bây giờ mình ráp cái công tắc vào nha các bạn. Các bạn lấy hai cái lá đồng mình vừa rửa xong, các bạn ấn vào hai cái đầu thanh đồng của cái công tắc cho nó kẹp vào y như lúc ban đầu mình gỡ ra đó các bạn.
Các bạn đặt cái thanh đồng lên trên và các bạn ấn nhẹ nó vào nha các bạn. Ấn xong các bạn canh cho nó ngay ngắn, hai bên cho nó đều nhau nha các bạn. Tiếp theo mình sẽ ráp công tắc vào. Các bạn thả hai cái lá đồng này cho nó lọt vào cái khe nhựa của cái thanh gạt này nha các bạn. Thanh gạt nó có hai cái khe đó, các bạn thả hai cái thanh đồng nó lọt vào trong. Khi nó vào ngay khớp rồi, các bạn giữ một tay và các bạn dùng cái kìm mỏ nhọn, các bạn sẽ bóp bốn cái góc hồi nãy mình cậy ra đó các bạn. Các bạn bóp nhẹ nhẹ và từ từ, vừa phải, vừa đủ cứng đó nha các bạn. Nếu các bạn bóp chặt quá thì cái công tắc nó gạt rất là nặng, nên các bạn bóp nhẹ từ từ và nó vừa cứng là được. Và mình đã bóp xong rồi đó các bạn. Gạt thì nó vẫn hơi nặng hơn một chút xíu các bạn, nhưng mà như vậy cũng được. Mình gạt một thời gian thì nó sẽ nhẹ ra nha các bạn. Và bây giờ mình dùng đồng hồ mình đo thử xem cái công tắc này nó có tốt không nha các bạn. Các bạn bật về thang nhân 1 đo ôm nha các bạn. Bây giờ mình sẽ gạt cái công tắc xuống nha các bạn. Thì hai cái chân giữa sẽ đóng xuống hai cái chân dưới nha các bạn. Đây mình dùng đồng hồ đo nó sẽ lên nha các bạn. Và hai chân bên đây cũng lên y vậy nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ gạt lên. Thì chân ở giữa nó sẽ đóng lên ở bên trên nha các bạn. Đây mình đo hai chân nó lên nha các bạn. Và hai chân bên đây cũng vậy. Như vậy là công tắc của mình đã tốt rồi đó các bạn. Và bây giờ mình ráp công tắc vào nha các bạn. Mình lật úp nó xuống để mình gắn vô nó dễ hơn nha các bạn. Và mình đã ráp vào rồi các bạn. Rồi bây giờ mình thả xuống và mình hàn nó vào nha các bạn. Để cho công tắc nó không có bị lọt xuống dưới các bạn, mình dùng cái nhíp mình chêm ở dưới để cho nó cứng, ép lên trên đó các bạn, để mình hàn cho nó dễ. Và bây giờ mình hàn vào nha các bạn.
các bạn hàng từ từ, không được để nó dính nhau nha các bạn. Chân nào phải rời chân đó. Sau khi hàn xong, các bạn dùng bàn chải nhúng xăng, các bạn rửa sạch ngay cái chỗ mình vừa hàn đó nha các bạn. Và bây giờ mình gắn pin vào thử xem sao nha các bạn. Ok, vậy là radio đã hoạt động rồi đó các bạn. Bây giờ mình bắt lại cái con ốc hồi nãy trên cái men chính đó các bạn. Và tiếp theo mình sẽ ráp máy vào luôn nha các bạn. Như vậy là mình đã sửa xong cái radio không vào điện nha các bạn. Và mình đã lắp ráp lại hoàn chỉnh. Và bây giờ mình sẽ bật lên mở thử nha các bạn. Vậy là radio đã hoạt động bình thường rồi đó các bạn. Video của mình đến đây cũng đã kết thúc. Xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.